Chào mừng quý vị đến với chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay, ngày 14 tháng 5 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, giá vàng thế giới phiên sáng nay đã tăng mạnh do sức cầu đối với mặt hàng kim loại này khá cao giữa lúc sự bất định vẫn thống trị liên quan đến việc đại dịch Covid-19 cuối cùng sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế toàn cầu. Đồng thời, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và thương mại trên thế giới cũng là yếu tố hỗ trợ vàng. Theo Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, thương mại toàn cầu đã giảm 3% trong quý 1 do đại dịch Covid-19. Chỉ số giá hàng hóa trên thị trường tự do đã giảm 20,4% trong tháng 3, mức giảm lịch sử của chỉ số này. Tại Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới vẫn gặp khá nhiều khó khăn. Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố thâm hụt ngân sách tháng 4 lên mức kỷ lục là 738 tỷ đô la Mỹ do chi tiêu chính phủ tăng vọt và nguồn thu thuế sụt giảm do các biện pháp khống chế dịch bệnh. Một số dự báo cho rằng là tổng thâm hụt ngân sách của Mỹ trong năm 2020 có thể vượt 3,8 ngàn tỷ đồng. Giới đầu tư cũng đang thận trọng với sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 khi mà Mỹ mở cửa trở lại nền kinh tế mà theo một số chuyên gia là quá sớm. Đồng thời, đồng đô la Mỹ suy yếu cũng là yếu tố đẩy giá vàng đi lên. Cụ thể là ở trên thị trường thế giới tính tới đầu giờ sáng nay theo giờ Việt Nam. Giá vàng thế giới đang giao dịch ở quanh ngưỡng là 1.704 đô la Mỹ một ounce, tăng 7 đô la Mỹ so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Còn tại thị trường trong nước thì giá vàng trong nước phiên sáng nay cũng đã được điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam, giá vàng SJC sáng nay đồng loạt tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Duy chỉ có SJC Đà Lạt là chưa có sự biến động ở cả hai chiều so với giao dịch cùng thời điểm sáng qua. Cụ thể được niêm yết ở các mức như sau. SJC Hà Nội mua vào là 48 triệu 100.000 đồng, tăng 100.000 đồng. Bán ra là 48 triệu 470.000 đồng, tăng 50.000 đồng. SJC Đà Nẵng mua vào là 48 triệu 100.000 đồng, tăng 100.000 đồng, bán ra là 48 triệu 470.000 đồng, tăng 50.000 đồng. SJC Nha Trang mua vào là 48 triệu 090.000 đồng, tăng 100.000 đồng, bán ra là 48 triệu 470.000 đồng, tăng 50.000 đồng. SJC Cà Mau mua vào là 48 triệu 100.000 đồng, tăng 100.000 đồng, ở chiều bán ra là 48 triệu 470.000 đồng, tức là tăng 50.000 đồng. SJC Bình Phước mua vào là 48 triệu 080 ngàn đồng, tức là tăng 100 ngàn đồng. Bán ra là 48 triệu 470 ngàn đồng, tức là tăng 50 ngàn đồng. SJC Huế mua vào là 48 triệu 070 ngàn đồng, tăng 100 ngàn đồng. Bán ra là 48 triệu 480 ngàn đồng, tức là tăng 50 ngàn đồng. SJC Biên Hòa mua vào là 48 triệu 100 ngàn đồng, tức là tăng 100 ngàn đồng. Còn bán ra là 48 triệu 450 ngàn đồng, tăng 50 ngàn đồng. SJC Miền Tây mua vào là 48 triệu 100 ngàn đồng, tức là tăng 100 ngàn đồng, còn bán ra là 48 triệu 450 ngàn đồng, tăng 50 ngàn đồng. SJC Quảng Ngãi mua vào là 48 triệu 100 ngàn đồng, tăng 100 ngàn đồng, bán ra là 48 triệu 450 ngàn đồng, tăng 50 ngàn đồng. SJC Đà Lạt mua vào là 47 triệu 770 ngàn đồng và bán ra là 48 triệu 200 ngàn đồng. SJC Long Xuyên mua vào là 48 triệu 120 ngàn đồng, tăng 100 ngàn đồng, bán ra là 48 triệu 500 ngàn đồng, tăng 50 ngàn đồng. Và thưa quý vị, ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng các loại sáng nay cũng có sự điều chỉnh tăng ở cả hai chiều, cụ thể như sau. SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng mua vào là 48 triệu 100 ngàn đồng, tức là tăng 100 ngàn đồng, bán ra là 48 triệu 450 ngàn đồng, tức là tăng 50 ngàn đồng. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ thì mua vào là 46 triệu 520 ngàn đồng, tăng 170 ngàn đồng, bán ra là 47 triệu 220 ngàn đồng, tức là tăng 220 ngàn đồng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 46 triệu 220 ngàn đồng, tức là tăng tới 220 ngàn đồng, bán ra là 47 triệu 020 ngàn đồng, cũng tăng 220 ngàn đồng. Vàng nữ trang 24K mua vào là 45 triệu 054 ngàn đồng, bán ra là 46 triệu 554 ngàn đồng, tức là đều tăng 217 ngàn đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K mua vào là 33 triệu 519 ngàn đồng và bán ra là 35 triệu 419 ngàn đồng, đều tăng 165 ngàn đồng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25 triệu 665 ngàn đồng, bán ra là 27 triệu 565 ngàn đồng, tức là đều tăng 128 ngàn đồng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17 triệu 859 ngàn đồng, bán ra là 19 triệu 759 ngàn đồng, tức là đều tăng 91 ngàn đồng ở cả hai chiều. Còn ở tại một số tổ chức vàng lớn thì giá vàng SJC sáng nay đang được niêm yết ở các mức giá như sau. Doji Hồ Chí Minh mua vào là 48 triệu 160 ngàn đồng,
tức là tăng 160.000 đồng, bán ra là 48 triệu 390.000 đồng, tức là tăng 90.000 đồng. Doji Hà Nội mua vào là 48 triệu 210.000 đồng, tức là tăng 170.000 đồng, bán ra là 48 triệu 340.000 đồng, tức là tăng 130.000 đồng. PNG Hồ Chí Minh mua vào là 47 triệu 950.000 đồng, tức là tăng 100.000 đồng, bán ra là 48 triệu 400.000 đồng, tăng 150.000 đồng. PNG Hà Nội mua vào là 47 triệu 950.000 đồng, tăng 100.000 đồng, bán ra là 48 triệu 400.000 đồng, tức là tăng 150.000 đồng. Phú Quý SCC mua vào là 48 triệu 120.000 đồng, bán ra là 48 triệu 420.000 đồng, tức là đều tăng 90.000 đồng ở cả hai chiều. Mi Hồng mua vào là 48 triệu 100.000 đồng, tăng 50.000 đồng, còn bán ra là 48 triệu 400.000 đồng bằng giá ngày hôm qua. Bảo Tín Minh Châu mua vào là 48 triệu 030.000 đồng và bán ra là 48 triệu 280.000 đồng. Còn tại một số ngân hàng lớn, giá vàng SJC sáng nay đang được niêm yết ở các mức sau. Eximbank mua vào là 48 triệu 160.000 đồng, bán ra là 48 triệu 360.000 đồng, tức là đều tăng 110.000 đồng ở cả hai chiều. ACB mua vào là 48 triệu 100.000 đồng và bán ra là 48 triệu 400.000 đồng, đều tăng 150.000 đồng ở hai chiều. Sacombank mua vào là 47 triệu 700.000 đồng và bán ra là 48 triệu 500.000 đồng. SCB mua vào là 48 triệu 100.000 đồng, tăng 150.000 đồng, bán ra là 48 triệu 500.000 đồng, tức là tăng 250.000 đồng. Maritime Bank mua vào là 47 triệu 600.000, tức là tăng 50.000 đồng, bán ra là 48 triệu 800.000, tức là tăng 150.000 đồng. TP Bank Gold mua vào là 48 triệu 200.000 đồng, tức là tăng tới 900.000 đồng, bán ra là 48 triệu 350.000 đồng, tăng 150.000 đồng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay trên kênh thông tin Invest TV. Nếu quý vị cần tư vấn về các vấn đề tài chính, đầu tư hay thông tin thị trường, có thể liên hệ theo số hotline của chương trình là 0823465555 hoặc địa chỉ email banbientapa@invest.com.vn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.